Luật yêu trong tù, tính điều bất thành văn của giới giang hồ. Câu chuyện đầu tiên mà những người bạn tù hay kể với nhau không gì khác ngoài chuyện tình yêu. Trong tù có tên gọi như truyện kiếm hiệp, diễm tình thủy máu, dẫn huyết, truyền yêu. Chuyện tình của người đẹp Thủy Máu. Thủy Máu là phạm nhân nữ khá xinh xắn so với các bạn tù, nên số lượng các anh nam đeo đuổi nhiều không kể xiết. Họ kiên trì chờ đợi người yêu của Thủy hết án để thế chỗ. Tình yêu trong tù khá đặc biệt với những tính điều không thể thay đổi. Mỗi cô chỉ được quen một chàng, chàng hết án hoặc hết yêu thì có thể bàn giao cô nàng cho người khác, với điều kiện chàng này phải đủ điều kiện thăm nuôi để bao bọc cho nàng. Do số lượng nữ lúc nào cũng ít hơn nam, nên các chàng cho dù là đại gia đi nữa cũng phải chờ đợi, nếu xé rào họ sẽ bị chết theo nghĩa đen. Con trống trong tù sẽ tấn công dã man con trống khác nếu nó ve vãn con mái của mình. Thủy Máu quan niệm rằng tình yêu là phải không sanh cùng ngày cùng tháng, nhưng phải chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Anh nào muốn được yêu Thủy Máu phải chấp nhận cho Thủy truyền máu, để nhỡ Thủy Máu có chết bất thình lình vì căn bệnh thế kỷ thì người yêu cô cũng sẽ phải nối gót theo sau. Từ đó mới xuất hiện những tên gọi tiếp theo như Tuồng Máu, Dũng Máu, Long Máu và Linh Máu. Đó là những người yêu lần lượt xuất hiện trong danh sách dẫn huyết truyền yêu của Thủy Máu và Linh Máu. Câu chuyện kể lại rằng hôm đi căng tin, Linh bày tỏ tình yêu của mình. Án Linh còn rất dài mà Thủy sắp được trả tự do rồi. Về đời nếu Thủy thương Linh thì đến nhà Linh ở với má, khi hết án Linh về sẽ cưới Thủy. Án Linh còn rất dài mà Thủy sắp được trả tự do rồi. Về đời nếu Thủy thương Linh thì đến nhà Linh ở với má, khi hết án Linh về sẽ cưới Thủy. Nếu Linh thật lòng yêu Thủy thì không cần nói như vậy đâu, nói trước bước không tới, không cần phải công phu như vậy đâu, đời tù mà, sống nay chết mai là chuyện bình thường, nếu yêu Thủy, hãy để dòng huyết của Thủy chảy trong người của Linh. Ở tù, nhưng phạm nhân nữ cô nào cũng có người yêu. Tưởng cô nàng nói chơi, Linh gật đầu, Thủy vói người qua hai dãy bàn dùng móng tay nhọn hoắt, vạch lòng bàn tay Linh, rồi dùng làm như vậy với chính mình, họ nắm tay nhau thật chặt để hai dòng máu hòa thành một. Câu chuyện không biết là sự thật hay là bịa đặt, nhưng nghe ghê quá, tôi định bụng hôm nào diện kiến anh chàng tên Linh cùng tên với mình để bày tỏ sự cảm phục. Trại có khoảng trên 1.000 phạm nhân, trong đó phụ nữ luôn ở con số dưới 200, cũng như những nơi khác, nam và nữ được cách ly nghiêm ngặt, chỉ có thể thấy nhau từ xa xa những khi tập hợp đi lao động. Nhưng không cô nào không có người yêu, khi người bảo trợ hết án hoặc không còn khả năng nữa, thì cô này sẽ được một anh khác chờ sẵn nhảy vào thế chỗ. Nghe trái tai nhưng không biết sự thật thế nào. Anh đội trưởng Đức, đại bàng cho biết sơ qua về các anh chị trong đại cưng cựa, quản lý đồ giỏi không ai qua được tài, có biệt danh heo, chính có biệt danh chó, long có biệt danh phi. Mỗi anh em đều có tên gọi để phân biệt, tài heo nhà làm lò heo, chính chó làm cẩu tặc, tuấn rồng người xăm hình rồng, luộc chỉ có 6 ngón tay, hải đầu bể từng bị đánh bể đầu, huy rùa vì nó rất kiên nhẫn đa mưu, phát nhóc vì nó nhỏ con nhưng ai cũng phải sợ. Nói chung nhiều người là tù con so nên rất sợ, còn lại nhiều anh em coi nhà tù như nhà của mình, sinh hoạt rất tự nhiên. Hoàng Linh phải hết sức cẩn thận,